cái bánh này. Yêu quá. Cho bạn có một miếng đi. Cho. Ô kìa. Cho đi. Không. Cho đi. Không. Bánh mẹ cho lên mẹ đôi. Con với chị gái. Con nhà các mẹ có bị chia sẻ như này không? Không cho thì ăn dạ với nó đi. Nghiêm khắc lên, bắt nó vắt tay lên trán tự ngẫm. Trời ơi, thế có mà học cái thế. Sinh lập khó diễn đạt cảm xúc là điều bình thường. Phải từ từ, đầu tiên là phải thiền để bình tĩnh lắng nghe, không phán xét và giải quyết vấn đề của con. Thứ hai, làm gương cho con. Cố làm theo đi. Thứ ba, dinh dưỡng phù hợp. Alo, vừa pha sữa cho con chưa? Nhớ rồi, vậy thì không thể thiếu được Enfa A cộng, có DHA, MFGM, trợ thủ đắc lực của mẹ để dạy con biết cách chia sẻ, lớn lên thông minh tình cảm, vị nhạt dễ uống, không chứa đường sắt đâu, tốt cho sức khỏe lại không sâu răng. Thấy sự khác biệt chưa? Ngoài ra còn có Enfa A2 khỏe bụng sáng trí với đạm quý A2 nữa đấy. Enfa A cộng, vị nhạt dễ uống, con thông minh tình cảm. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Sản phẩm này là thực phẩm bổ sung, không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.